vạch trần chiêu trò của tiệm trà chanh, mua hai cốc size M và size L nhưng lượng nước lại bằng nhau. Nhóm bạn khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt. Thông thường ở các quán trà sữa hay quán nước thì mỗi món người ta thường chia ra 3 loại size khác nhau, size S, M và L. Lần lượt có mức giá từ thấp đến cao, chênh nhau khoảng vài ngàn đồng. Nói đúng hơn là mỗi ly trà sữa hay ly nước sẽ có định lượng khác nhau, từ đó người dùng sẽ phải trả thêm một khoản phí khi chọn size to để được uống nhiều hơn. Tuy nhiên mới đây một nhóm bạn trẻ đã làm thí nghiệm cân đo đong đếm ở các ly nước và kết quả khiến ai cũng phải ngã ngửa bất ngờ. Cụ thể, tài khoản có tên là Yến Linh cùng nhóm bạn của mình đang ngồi uống nước ở một tiệm trà chanh. Lúc này trên bàn có một ly size M và một ly size L vừa gọi ra còn đầy nước nguyên vẹn. Sau khi đổ ly trà chanh size M sang một ly trung gian rồi tiếp tục đổ ly trà chanh size L vào ly size M thì bất ngờ thay, lượng nước hoàn toàn tương đồng với ly size M trước đó. Có chăng chỉ là nhiều hơn một chút, không mấy đáng kể mà thôi. Nhóm bạn tỏ ra khá bất ngờ vì rõ ràng size L có giá cao hơn, đựng ở một ly khác cũng cao hơn, song lượng nước bên trong lại hoàn toàn tương đồng. Nếu gọi hai món khác nhau, có thể định lượng và cách pha chế sẽ khác nhau, nên có sự chênh lệch giữa size M và size L. Nhưng trong trường hợp này thì gọi cùng món và chỉ khác size. Đoạn video khiến cộng đồng mạng tranh cãi khá gắt gao, trong khi bên size M thì cổ khá to nhưng ly thấp, còn bên size L thì ly cao nhưng cổ lại bé, dẫn đến định lượng dung tích vẫn bằng nhau. Mặc dù nhìn qua thấy size L có vẻ to và nhiều hơn thật. Trong khi đó, một số người cho rằng size M và size L thực chất chỉ chênh nhau từ 20 đến 30ml. Trong video, lượng nước ở size L đúng thật có nhiều hơn size M có vài giọt, miễn là có nhiều hơn là được rồi, chưa kể lượng đá ở hai ly có thể khác nhau nữa. Theo mình nhìn thì ly M nhiều đá hơn, ly L có chút đá ở khúc đầu thôi, còn lại toàn trà đó chứ. Tính ra, định lượng ban đầu L vẫn nhiều hơn M mà, bán ly trà chanh cũng không bao nhiêu đâu nên mọi người đừng khắt khe quá. Hiện tại video vẫn đang thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng, cùng với đó là hàng ngàn bình luận tranh cãi ở bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 Phút, nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.